Nhện toàn bị heo đánh rồi. Ghét không? Tiếp nha, tiếp nha. Game thứ ba này. Nhìn cả mày vã lìn. Chúng mày phải cho nhẹ thôi. Nhẹ làm gì? Thử từng loại đi. Thằng Mạnh lại chọn ông ấy à? Lại lại chọn anh The Rock. Anh Family. Hay lại hay lại bộ ba Strongest Spider với cả lượm vậy. Còn lần này tao chọn ông khác, tao chọn ông đồ bếp rồi. Nên mình kiếm thằng nào ấy đi, xong tao mày đi sản xuất lương thực thực phẩm. Ta sẽ quan tâm một... việc nâng thực thực phẩm. Hả? Một ông nấu bếp vào này. Ông này biết cách nấu thức ăn này. Đây. Potable. Potato. Garlic. Ô, oh, tao có khoai tây và tỏi này. Ngon chưa? Mẹ mùi cây hai thằng tranh nhau. Ê. Cây Âu nè. Tao sẽ ăn thử thằng này. Mày là cây yêu. Ai biết được. Em xem nó có cần ăn uống không? Không, nó chả có khả năng. Không, ý tao đã ăn uống nhiều. Nó chỉ có khả năng. Anh ta bảo là có. Anh ta bảo là nó có ăn uống gì không ấy? Ăn uống cái gì? Nghĩa là con nó cần ăn không ấy? Cần ăn chứ, cái gì chả cần ăn. Cả lờ. Đi phế rồi. Này có 150 máu thôi. Ê đập 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 thỏ. Đất này khá là đập nhiều thỏ. Ơ con này không đập được thỏ này. Government food là đồ ăn chay à? Đúng không nhỉ? Government food là đồ ăn chay đúng không? Thế thì mình cứ lấy đồ ăn chay thôi. Gì chứ đồ ăn chay đây. Nhẹ này. Đập nó luôn. Em nghe mình nhẹ nào, em nghe mình nhẹ nào. Ờ không, ta thấy ổ nhẹ thôi. Ê cái đẩy lên đấy, đẩy lên đấy, cái đấy là rất là quan trọng ấy. Đừng cái đợi thôi. Ê lợn này, làng lợn này. Làng lòn. Nhẹ nhẹ đâu ơi, dẫn tao đi. Ờ... Mày phải ở chỗ tao ra chứ. Từ cái cổng chính đi. Chỉ từ cái cổng chính đi. Ờ... Từ cái cổng chính thì đi lên đến chỗ vùng đất nguy hiểm ấy. Mày đi về hướng nào? Góc trên tay trái hay tay phải? Góc trên bên tay phải. À ok. À đâu, góc trên bên tay trái. Góc trên tay trái. Ông này ông không giết được mấy con thỏ à? Vậy là có con đường dẫn đến vô lợn ý. Mày tìm ra càng nhiều ổ nhện càng tốt. Chỗ này có một ổ thôi. Ơ gà này, gà này, gà này, gà này. Gà này đập nó đi. Ờ. Ok. Bao buồn chiều ta. The fuck tôi điểm sáng này. Em nằm em hát như thằng điên. Chắc do con nhân vật của tao rồi. Ông này khó chịu đấy. Đi xa đấy, thằng ngu này. Mũi mũi này.
Tao không đánh được mày ạ. Ui, không nguy hiểm vãi lìn. Cái lúc lút đồ của mấy thằng lợn này. Thằng lợn, đang ở chỗ nào ấy? Mẹ em nhẹ đâu? Tao cần phải làm ăn lương thiện thôi. Tao không đánh nhau được. Con này phế quá. Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi, bạn đâu rồi Minh ơi? Không. Tao đang ở cái cổng ban đầu này. Mày cứ đi lên đi. Khi nào thấy con đường kiểu con đường dẫn đến vua lợn này. Mày biết. Mày cứ đi theo là được. Đi lên trên á, qua cái vùng màu tím ấy hả? Đúng vậy, qua vùng màu tím. Ông mày mày cứ đi sang bên trái ấy. Ok. Làm mũi thế. Đi được một tí. Đi được một tí vùng màu tím thì đi sang bên trái, rồi đi rồi cứ đi mò thôi là sẽ thấy. Đang đi thẳng theo con đường này. Tao không có đá, tao không có nhẹ gì cả. Ba nhẹ đồng nhưng mà mẹ đang ở đâu ơi? Tao đang ở trên cùng của con đường. Ủa tao nghe tiếng gì nghe kinh vậy? À nhẹ này. Thấy chưa? Nhưng mà tao không đánh nhau với nhẹ được. Mày là đầu bếp mày. Ừ. Tao không đòi bếp nhau không... với cả không đụng tay đụng chân. Với cả tao tao là tao phải ăn đồ chín cơ chứ tao không ăn mấy cái đồ kiểu cái fan này. Đồ ăn tao là phải nấu chín lắm chịu ăn chứ. What the fuck? Không nấu được đồ này. I think I will burn something. The fuck? Ngoài đốt cho mày ăn được không? The fuck? What the fuck? Tao còn không. Tao còn không. Mẹ tao còn không cho thêm fuel và cho con cái này được ạ. Fuck, con này bóp phải lìn. Nào, con nhện nha. Sao tìm mãi đâu con nhện nhỉ? Tìm đi rồi. Mình đâu mình nghe. Tao đang đứng ở tổ nhện này. Tao đang đi kiếm hoa, đồ ăn, cây cỏ các thứ. Mày đang ở đâu mày nghe? Tao xa mày lắm. Mì nè. Quan trọng là thằng mạnh đâu. Ta đang đi kiếm rất nhiều nhện. Đấy là cách duy nhất để hồi não. Hồi não. Boulder này. You were mountain. I am a mountain. I am boulder chứ. Ít nhất là phải kiếm được 3 cái ổ nhện. Chỗ tao có mấy cái ổ nhện luôn này. Ê tao ở ổ nhện là mày đâu Hưng? Tao chưa nhìn mày. Tao cái ổ nhện ở vùng màu tím á. Có vẻ là tao chỉ mày sai chỗ rồi. Nhưng mà thôi không sao. Thằng nôn. Cái cửa đây đi. Nè thanh niên này khó sống quá. Tao cần mày hỗ trợ mình nghe. Tao còn phải đút cho mày ăn nữa à? Không phải. Tao không đánh nhau được, tao không đặt đồ được. Mày là nhân vật phế vậy. Phế mà. Mày ấn chuột trái để mày lôi đồ đúng không?
Thanh niên này của tao là ấn chuột trái để inspect. Inspect cái gì? Là kiểu cái gì đấy mà tao không biết á, kiểu tìm hiểu nó ấy. Ờ rồi sao không được mày đâu? Exam. Đang ở mỏ đá yên cư này. Mỏ đá yên cư là chưa nào? Là một cái mỏ đá. Thì giúp cuộc thì về lại cái cổng ban đầu đi cho nhanh. Đúng rồi. Ô, con sâu rồi. Con sâu làm dầu lối canh. Ê, nó sẽ nhảy vào con sâu. Biết đâu gặp được ai đấy. Không gặp được ai đâu. Giúp ta đây. Tao nghe tiếng nhẹ. Mẹ mày đang đập nhau nhẹ nè. Tao làm gì có vũ khí. Tao tao hỏi thằng Mạnh cơ. Không làm gì được ạ. Chỉ nhặt nhọn nhạnh các thứ gì đấy thôi. Em mới nghe tao đang ở cái cổng ban đầu này ra hội tao ấy. À hơ, tao đang ở đâu thôi, tao chẳng biết tao ở đâu ấy. Bật map lên. Nhanh, tao chết vì đói rồi giờ. Đấy, tao không đút cho mày đâu. Không cần đâu, tao chỉ cần có chỗ để mà nấu ăn thôi, tao tự ăn rồi. Mẹ game. Ô, lại một con đường nữa này. Lắm đường ấy. Quay về đi. Ui, con bò này. Ớ, phân bò. Hello. Ê, chỉ cần không đụng vào con bò sẽ không đụng vào mình luôn. Không, mình vẫn đập mày đây. Như sần lúc ra, tao là nhân vật nào nhỉ? Cái thằng nhân vật tao tên gì nhỉ? Bút cơ bất tần mà. Bọn bò này không tấn công tao. Gỗ à? Ờ, tất nhiên rồi. Chết mẹ đói quá. Bình ơi, về đi. Nhanh lên, tao chỉ cần trông cậy ở mày thôi. Tao không biết là tao ở xa lắm rồi. Bật map lên, chạy xuống đi. Xe mày này. Fuck you. Yamero. Lỗ mày, nhưng mà tao đang chìm đắm trong đồ ăn rồi. Tao không đồ ăn này. Kệ thôi mình. Kệ thằng ơi. Tao thành ma tao ám chúng mày đấy. Nhớ tao. Mày còn không, mày còn không biết bọn nào ở đâu mà. Nhưng mà và thực ra tao với thằng Mạnh cũng chả biết nhau ở đâu cả. Mày có để ám được tao nếu mà tao đi ngủ đâu. Có cái trang wiki nó lót lâu nhỉ. Ủa, quá trời đầm đúng luôn. Đây 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 đây. Cái này lý tưởng quá. Tao không bỏ chỗ này được. Web bờ. Tao cần nhện. Ra cứu tao cô ai. Có đồ ăn chứ chắc đã sống được. Nhưng mà có nhẹ chắc chắn sẽ sống được. Nghe rất hợp lý. Wally. Ông này tên là Wally. Wally, Wally đừng chết, Wally ơi.
cái ngựa. Nè, lại còn lag cơ chứ. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Hô hô hô. Mẹ đang tra wiki. Mẹ hiểu tích ngu rồi. Xin tặng bạn một câu, đừng bao giờ coi thường người khác. Bạn có xin đồn không? Tao tao sống một thế là mày ngu quá thôi, mày đã chết rồi, mày đã chết rồi, nó đói xong nó bị sanity rồi cuối cùng nó chết mẹ luôn. Wax start này bia xe à, cái hoa ly đây Wilbu này. Chết thì phải chết luôn đi, người muốn đi đây. Wally xem nào. Spread. Fuck. Sao sao? Ăn hoa nhanh. Sao tao lại bị ma ám này? Hương ơi. Cô đi Hương ơi. Tao mới bám mày đâu. Sao tao lại bị hướng ma ám này? Fashion normal cook food. In cook for special item sweet potato. Rồi. Hello không? Ôi gì không có ý gì đâu. Tao phải định xiên chúa tể loài lợn mà trở thành chúa tể mới của nó. Nó cái nào đánh phát mày chết luôn đi. Nghe là mau đấy. Sao tự nhiên hôm nay đúng rồi. Một tí thôi. Ê, tao nhảy vào một cái hố khác và nó đến đâu rồi đấy. Mà đúng. Nghe đúng sợ cái gì em đi. Cái gì nghỉ à? Ủa đấy. Nhiều. Chứ lúc đó thì tao cần phải tìm ra một thằng tuyệt đội á. Mà thằng Hưng thì chết rồi nên tao phải tìm thằng Mạnh. Nắm gì? Được cho 10 điểm. Mình nghỉ sớm thế. Mấy ông sát thủ. Ui, hai đàn ông sát thủ. Không, tốt. Mấy hai đàn nếu mà để ngăn tao phá tổ chứ mày à. Năm mày to. Hey everybody, Jazzy here. Back today with a comprehensive guide to everything that has accompanied the release of Warly, the newest character addition to Don't Starve Together. Warly has been sang ở từ hôm nay nam. Rework from single player to impactful support character in cooperative gameplay while maintaining the challenge of surviving, powering it. What the fuck? Ơi! Mew!
Tao bị lỗi gì rồi? Chúng nó chơi bình thường mà. Cái này do tao bị lỗi. Bị lỗi gì đấy? Liên quan đến việc mà tao không tác động được vào inventory. Một là do mạng mình nhưng rồi. Không phải. Mà cái chuột trái của tao nó thành exam, chuột phải thành exam ai, còn chuột trái thành cái mẹ gì ấy, nó không kéo được đồ ra cơ. Mặc dù mấy cái món kiểu mấy cái đồ tun các thứ gì đấy thì dùng được. Tức quá. Mày. Đồ đó. Thằng mình vẫn đẻ. I miss you. Solo với đàn ông này nha. Tại vì đấy hay solo với đàn nhẹ mình rồi. Mình ở đâu rồi? Con gì đấy? Biết cảm được cái chỗ nào hồi sinh không nữa. Gâu nát đẹp. Muốn phá à? Phá đi, tao rủ rồi. Thôi được kìa. Cháu đốt được đi mẹ. Đến bố mày lúc kia. Lôn đi cho mẹ. Con. Đã lúc được đâu mà không con. Mắc má. Thôi. Bên mình spike cái truy chứ. Ô bot nè. Ô đẩy bot đã qua không đánh rồi. Con bot chuẩn chuẩn này. Đánh cái đeo là bị sinh tồn một chết rồi đeo đẩy bot. Hiểu. Lờ mau. Thôi mày cứ ở đấy vui vẻ. Ê chúng mày kiếm được cái cục đá hồi sinh nhá. Chưa. Tôi không ổn rồi. Tao ăn rất ổn, tao chỉ cần kiếm thêm 3 cái siêu nữa rồi tao có thể... Tao não của tao làm đến chỗ này. Đấy, tao đang kiếm cố gắng kiếm siêu để làm một cái chỗ đi ngủ. Đúng. Chạy đứt cơ ra. Một lần ngủ hồi đến 50 não rồi. Lấy đâu luôn. Trong lúc ngủ bị tấn công nhỉ? Em biết đâu. Xong ngủ dậy bị đói. Em Minh em mày ra kia mày kiếm lại tao ấy đi. Thôi tao không nhờ mày đâu. Kệ mày. Tối rồi. Quá. Sao mày đốt tổ đâu hả Minh? Tao quên mất là tao có luôn. Lâm mày. Dài đi. Đừng gãi lo đây, bố mày ăn. Cái lồng ma. Đánh đi, mày đánh nó được đấy, đánh nó được. Bình tĩnh. Từng con một. Đi đây giết điện với tao mày sẽ không chết được. Tại sao? Hoa. Ta cho lò mao. Thằng ma hưng này mày cút đi. Không thế.
thằng lôn hức. Tao vẫn nhớ thấy chúng mày đâu cơ. Không bao giờ thấy nữa. Mày nghe. Cái cạc đi ấy. Cái cạc đi anh em. Anh em đi. Đó đó. Không, tao cần Singer. Đừng có phá đấy, đừng có phá đấy, cứ để đấy. Nhìn farm. Não tao. I brain. Tao có thể bỏ liên tục. Ôi chắc phải. Đợi đi mới à. Chẳng lẽ thế. Ok, ăn đi. Đánh nó đi khỏe. Đừng đuổi tao. Anh em mày phải chỉ ra ra chỗ nhận quan niệm kia mình này. Cái gì vậy? Đồ ăn đâu mình nghe tao rất nhiều. Khi bạn trở thành một con ma, bạn đi ám cái mộ, bạn nhận ra cái mộ đã bị ám ở càng khác. Đúng chung rồi. Trời ơi, não, bởi vì thằng Hưng chết rồi nên cái biểu tượng não của tao toàn hiện hình ảnh con ma thôi. Ta đã thế. Được cần giường. Chúng ta cần đi ngủ. Nhưng mà tao không có siêu. Cái này không dễ kiếm. Tao đi tuần gặp đây ổ nhện thế này. Tao bảo mày đánh ổ nhện đeo đây chứ mày cho mình. Này, tao đi gặp chục cái này. Chắc đếm được 10 cái này. Tắm gì giờ. Nhớ nào con lấy cơ nhỉ? Lại quay lại ban đầu. Nhưng em bây giờ mày chỉ cần đi kiếm nhẹ thôi, tao sẽ cứu sống lại. Không gì không. Mình tính mày đang ở đâu? Không, mày phải đi quay lại chỗ vừa lấy của mày để mày kiếm nhẹ đấy. Nhưng mà, ô, bỏ. Có mày xiên bỏ không? Mày đố mày xiên được không? À, thì nó trông nó gần xiên được mấy con ấy cơ mà. Mấy con chó cơ mà. Nó lại quay lại chỗ này. Còn thiếu hai cái tơ nữa nhỉ. Nhìn này nào. Từ từ. Không hiểu sao nhân vật của tao như chơi đồ ấy. Thì tao bảo thế mà, đừng có đâm cái đấy. Một cái nữa thôi, một cái tơ cuối cùng thôi là đúng rồi. Trời ơi. Ăn phân nữa. Không thế. Chưa mày bảo một tí nữa. Mình phát rồi. Chỉ còn mình ta với nồng nàn. Còn cái gì? Mẹ mát mày không ổn. Tao hỏi chọn nhẹ nó không chọn đi nghề. Nếu mà mày chọn nó không chọn nhanh hơn mà. Tao nghĩ lên nghỉ thôi. Chẳng hết ạ. Delete user session. Ai kìa. Thế tao nghỉ à? Chán luôn. Thế thôi. Chào nhỉ.